Khánh Anh xin kính chào các bác. Khánh Anh xin thông báo với các bác là hiện nay có một số khách hàng đặt cọc thẻ nhưng mà bị lừa đảo bởi cái số không đúng. Cái số đúng của nhân viên bán hàng bên Khánh Anh là 0964867866 và một số nữa đó là 0364791604. Tuy nhiên, các bác nhìn trên màn hình, cái số đúng là ở bên trên. Còn cái số sai, số lừa đảo là ở bên dưới các bác nhé. Một số đúng nó là 791, số sai nó là 971. Nên hiện nay cái số 0364791604 là cái số lừa đảo. Khách anh ở Lào Cai nhưng cái số này hiện nó đang ở thành phố Hồ Chí Minh. Thành phố Hồ Chí Minh. Và một số khách hàng không ít thôi, không nhiều. Một số khách hàng gọi đến và nó đã giả danh cửa hàng và đã nhận cọc thẻ của khách. Khách anh đã phát hiện được tình trạng này khi mà khách hàng gọi vào cái số 0964-807-86 là cái số nhân viên số 1 hỏi tại sao đặt cọc thẻ mà không thấy hàng gửi đến. Thì thực chất khách đã gửi nhầm thẻ vào cái số lừa đảo là 0364-791-604. Nên khách anh đã thông báo cho bác để khách hàng chú ý cái số đúng. Cái số của nhân viên bán hàng thứ hai, số đúng là 0364-791-604. Còn số sai, số lừa đảo là 0364-791-604. Cái số bên dưới các bác nhé, số bên dưới là số lừa đảo. Nếu ai xem được video này thì xin nhờ các bác là thử gọi điện vào cái số 0364-971-604. Cái số lừa đảo ấy, để giả làm người mua hàng. Để xem là nó nói như thế nào các bác nhé. Bình thường cái số lừa đảo đấy là giọng nữ nghe các bác nhé. Khách anh có khoảng 2 video là cũng bị đánh nhầm số. Đánh nhầm số thành số 0364-971-604. Tức là cái số lừa đảo hiện nay có khoảng 2 video. Nhưng mà bây giờ tìm thì không biết là video nào. Nếu bác nào xem được video mà có số 0364 971604 số lừa đảo đấy thì các bác báo em nhé, để em xóa cái video đấy đi, không nhiều bác lại nhầm lẫn, lại bị nó lừa các bác nhé. Bên em là toàn bộ là nhân viên nam nghe máy và giọng là giọng Bắc các bác nhé, không phải là giọng miền Nam, chỉ có một cơ sở ở Lào Cai thôi, cho nên là dẫn đến tình trạng nhầm lẫn này thì các anh cũng xin lỗi các bác. Có nhiều trường hợp là các bác cũng đánh nhầm, giống như bên em đánh nhầm vào hai cái video ấy. Còn có trường hợp vì các bác nhìn trên video, hai cái video nhầm đấy, các bác gọi cái số 0964-867-866 không được, bởi vì nhiều người gọi vào số đấy nhiều khi không gọi được. Các bác lại nhắn tin thông tin rồi là mã thẻ đặt hàng qua luôn cái số lừa đảo là 0364-971-64. Các bác lên là gọi qua cái số đấy đã các bác nhắn để xem nói chuyện có được cửa hàng Khách Anh ở Lào Cai không, thì các bác mới giao dịch. Nhiều khi là các bác bấm nhầm số là có người gặp người tốt thì người ta bảo là nhầm số rồi, còn có người ta xấu thì người ta lại lợi dụng, người ta nhận luôn làm cửa hàng Khách Anh để người ta nhận cọc thẻ. Khách Anh xin thông báo để các bác được biết.